Em xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay hàng nấu đồ chay nữa cả nhà ơi. Nấu hôm nay hàng nấu nuôi. Thì cái rổ này là cái này là củ sắn nè. Con này là mướp nè. Con này là củ cải đỏ. Đây là nấm. Thì cứ ăn mì hoài hàng cũng nóng quá trời cho nên cũng nấu cái này để ăn. Thì nấm bỏ vô, bỏ nấm vô, thì bỏ luôn củ sắn vô luôn. Củ sắn này mình lấy nước ngọt với nấm đầu nó cũng ra cái chất ngọt nữa. Thì hôm bữa có bạn nào comment vô nói là hàng đọc comment á, thì nó là nấu bằng mướp. Thì hôm nay hàng cũng có trái mướp, hàng nấu hàng bằng mướp chứ hôm nay không có nấu bằng bắp. Hôm nay hàng nấu bằng mướp, thì nấu lấy nước ngọt, nấu một xíu nữa hàng mới để mướp với củ cà rốt vô. Tại cà rốt ấy thì hàng sắc hơi nhỏ nè, cho nên để cho nấm với nấm đó là nấm khô cả nhà, để cho củ sắn ra nước ngọt với nấm nó ra nước ngọt đi rồi hàng mới để cà rốt vô. Tại hôm nay thì hàng sắc cà rốt hơi mỏng nè, để vô thì nó mau chín hơn mấy cái kia. Này là nuôi với cái này chả hem chay nè, thì hàng để trong tủ đông á, mua để tủ đông, bây giờ hàng đem ra mình đem đi ngâm. Cái này hàng cũng ngâm xíu nào mới đem đi luộc lại nấu lại. Như muốn mưa sao, hồi nãy mưa rồi mà mưa nhỏ. Anh Tâm á thì bên Hải làm gà, hàng thì ở nhà có mình nấu chay ăn luôn, định ăn mì nữa đó, có mình là cái làm biến định ăn mì nữa. Thôi nấu một chút ăn đặng xíu nó cho Bi ra Bi ăn luôn, để Bi đưa bé Nguyên ra rồi ăn luôn rồi đem về chổng cho tụi nhỏ. Thì trong tủ hàng mua bữa hổm thì còn, hàng đem ra hàng nấu luôn chứ cũng đi chợ mua. Hai ớt ở nhà, cái ớt này chứ ăn được hoài luôn, công nhận ớt này đó, trái nó ngon. Hải giờ nãy xịt lú đùng 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 đùng, trồng rau cả nhà ơi, rau bị con gì nó ăn hết trơn, quế lên cây con nhóc luôn, bữa nay ăn hết trơn. Trời chiều buồn quá. Có bé Miên này nó nói chuyện li chi vui không có, nó buồn. Mình cho ít bột ngọt, ít đường, ít muối vô, thằng nêm. Dàn cho mướp vô đi. Mướp hương có cái mùi thơm cũng ngon đó. Để vô nó súp á, nấu hột tiêu đồ này kia ngon. Nhà hàng cũng hay ăn mướp lắm, thích ăn mướp luộc rồi mùi thơm mới dễ chịu. Gà nước ngọt nè cả nhà, bây giờ hàng thử đây, ngon không? Vừa vừa ngon rồi. Cái này nhìn xem cái nồi nước của hàng súp ngon đậm đà. Con trai mà xuyên làm đồ ăn cũng ngon lắm. Hàng thì nhiều khi ăn có Bi á thì hàng còn làm, còn có một mình á thì làm biến á, cái không có ai ăn chung á là ăn mì, ăn mì chay, ăn mì mềm nó chín luôn á. Để cái hàng đổ ra rồi hàng cho một xíu dầu vô rồi mình trộn lên, ngon là cả nhà. Đợi xíu nó đi ra thì mình đặt lên cho nó sôi lại rồi ăn. Đây là thịt lá, để mình chiên cho giòn lên, mình chiên cho giòn lên là chắc
mình để vô mình sắc ra đắt đắt ra. Cái lúc mà tô mình để cho cái tô con sò á, nuôi sò nó cũng có thứ. Sò nè để mở dầu vô á, ra nó không có bị dính lại với nhau, nó mướt con sò. Cho thịt vô, giờ ăn trước cả nhà, đợi bi lâu quá thì đói bụng rồi, giờ ăn trước đi, xíu nó bi chở cái nguyên ra thì nó cho bi ăn. Này ngon, còn chiên giòn rồi ngon. Trời ơi, luôn sắp sôi rồi, giờ hàng cũng múc vô. Miệng đau béo, mình chiên nhờ mình ra, mình để cho cái tô nuôi của mình nó béo. Nhà mình nấu vô hàng nữa ăn y nhân mặn nha, chín chưa ơi, chín chưa hả, ăn nuôi cái. Miệng đau hả? Lỡ rừng luôn. Nó cũng hơi nhiều đúng không? Múc cho tụi nhỏ, múc cho con cũng mệt ăn luôn, tội nghiệp. Tâm cơ vừa bệnh phụ quay cái này béo, mình chiên lại rồi béo, mình đó đem đi kiếm ngon chín chưa.
này ngọt ngon nước đi nhờ xương vậy cả nhà, có xương. Ngon vậy. Ngon trời, nó ngon còn hơn là nấu bằng xương nữa. Ngon sợ ngon, bữa nay nấu bằng củ sắn với mướp. Sao mai bán nuôi chay rồi ta, bán hủ tiếu chay không? Bán hủ tiếu chay mà bán nuôi chay không? Dạ. Cái này ngon ghê. Một tô. Lấy đũa đi con. Gì mà có cái không hả? Thịt lá mẹ đem đi chiên á, thịt heo á. Còn cái thịt bò ngon không? Thịt heo thịt bò ngon không? Thiệt á, chơi cho thịt lá á, ừ, heo chay á. Định là không có nấu, cái tháng gì thôi nấu ra. Nấu ăn, sẵn nấu ăn cho Vi nó ăn luôn. Hồi chiều sáng chúng rồi ăn ấy nữa rồi. Định ăn mì nữa rồi. Ừ, ăn mì chắc nóng chết rồi, tao chỉ có là nấu cơm. Ngon không Bình? Ngon. Chai đơn đổi liên tục cay nha bà, nó có cay lắm không? Tại ớt nó cay, ớt của nhà mình nó cay lắm, cay dữ không? Không cay lắm, cay cái mẹ qua bển phụ quay vậy. Bển ăn gà mình thì ăn được chay, chứ chắc ai ngon hơn ai vậy nha. Nè chào cả nhà cái cây nguyên chào cả nhà cái cây, ăn kem dính tùm lum, nãy ăn cơm rồi nên mới không tham gia, chẳng thôi tham gia nữa. Nước lớn ha, ăn con à, nguyên nguyên chuẩn bị nguyên với mẹ đi qua bển quay clip cho cha kìa. Ăn với bà nội rồi ăn xong thì tự dẹp lên để đó đi, sáng con rửa cho. Bãi qua tao dọn bữa. Rồi, bình giỏi chứ ta. Ăn hết rồi đó hả? Ăn lẹ. Ăn đủ không con?
Đủ. No chưa? Đủ no chưa? Con no rồi. Con hết mà, con no. Ăn hết đó con no hả? Rồi giờ thằng chào cả nhà, đang hàng đi qua bên bánh phụ quay clip cho anh Tâm nha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà.